Hello, xin chào các bạn. Thì sáng nay là ngày 27 tháng 4 năm 2020. Mình có đóng một cái lô hàng là 10 cây bông trang Mỹ Hồng cho anh Kỳ Phương ở Đồng Nai. Đây là lô 10 cây bông trang Mỹ Hồng cho anh Kỳ Phương ở Đồng Nai. Thì mình quay cái video này gửi đến cả nhà để cả nhà xem tham khảo để mua cây, và một phần cũng đưa lên để cho anh Kỳ Phương thấy cái lô hàng mà em đã đóng và gửi đi. Tất cả đều đã có hoa và thân một cốt. Cây thì cao hơn 2 gang tay, 3 gang tay. Cây cao tầm từ 5 đến 6 tấc hơn. Đây là lô 10 cây của anh. Tất cả hoàn toàn là một cốt. Rồi. Em vừa review nhanh một vòng cái lô 10 cây bông trang Mỹ Hồng gửi cho anh Kỳ Phương ở Đồng Nai. Thì em xin kết thúc video ở đây. Kính chúc tất cả mọi người có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ và làm việc thật là hiệu quả. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà.